Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 3, trang 104, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau: hãy nêu vai trò của ứng động đối với đời sống thực vật. Ta sẽ cùng trả lời câu hỏi trên như sau. Ứng động giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của môi trường, đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 3, trang 104, sách giáo khoa sinh học lớp 11.